Chào tất cả các quý vị, hôm nay có khách hàng hỏi lan cửa cuốn xe tháng nhôm dày 1.6 đến 2.4, khách hàng muốn gửi ảnh để xem, thì là tôi làm cái video này để mà cho vào cái thư viện để lần sau ai mà cần xem ấy, thì có thể là tôi gửi cái video này các quý vị xem. Đây là cái màu lan mà dày 1.6 đến 2.4 của Villa Star, thì hiệu là T79SE, T79SE dày như thế này. Mà đây là cái hình dạng của lan, kiểu dáng của lan. Đấy, thì là to lẫn nhỏ đan nhau như thế này. Đây là có cả tăm siêu êm đấy nhá. Tôi làm cái này tôi cho lên kênh để lần sau nếu mà có ai đó hỏi thì tôi chỉ chia sẻ thôi, chứ không phải chụp ảnh đâu, vì nhiều khi là mình đang đi trên đường ấy, hoặc là một đi công trình đi đâu đấy, hoặc là đi có việc gì đấy về quê nhỉ, thì có cái video này để có thể chia sẻ với các quý vị mà không cần chụp ảnh nữa, hay là gửi qua video là có hết, hay là ai đang xem video này ấy, thì lan là ly 6 đến 2 ly 4, đây là mặt cắt nhôm của nó nhé. Đây, chúng ta xem mặt cắt nhôm có hai lớp răng siêu êm, một cái ở móc to và cái móc nhỏ có hết. Lan này thì 1 ly 6 đến 2 ly 4, có nghĩa là trên cái kết cấu của lan ấy thì có chỗ nó dày 1.6 ly, có chỗ dày 2.4 ly, là kết cấu lan như vậy để đảm bảo cái sự chắc chắn, tức là chỗ nào cần dày thì được thiết kế dày, và chỗ nào cần như 6 thì như 6, chỗ là 2 ly 4 là 2 ly 4. Đấy, cái nội dung video tôi chia sẻ về cái hình ảnh cũng như là mẫu lan của cái loại 1.6 đến 2.4. Thì đây là kết thúc, các vị có hỏi gì thì có thể để lại bình luận bên dưới. Các vị muốn xem cả các sản phẩm chúng tôi cung cấp thì có thể click vào đường link website để bên dưới phần mô tả của video này. Bây giờ tôi kết thúc đây, cảm ơn các vị đã xem và hẹn gặp lại quý vị ở video mới ạ.